Khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 2, hai con gái của anh Điểu Lâm, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng là Thị Chích 12 tuổi và Thị Bích 4 tuổi, cùng bé Thị Bôi 14 tuổi gần nhà bé Chích, đến nhà của ông C cùng trú ở xã Bom Bo để chơi. Nhà ông C cách nhà anh Lâm khoảng 200 mét. Ông C lấy trái cây đang cúng trên bàn thờ xuống cắt cho các bé ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn xong thì cả ba em về tới nhà, xuất hiện các triệu chứng đau đầu, nôn, chóng mặt và tiêu chảy. Gia đình đã nhanh chóng đưa các cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng. Tuy nhiên do bé Thị Bích còn quá nhỏ, sức khỏe lại yếu nên đã tử vong khi chưa kịp đi cấp cứu. Bé Thị Chích và Thị Bôi sức đề kháng tốt hơn, được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm. Và ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Bù Đăng đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và điều tra để làm rõ vụ việc.